Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn á một cái thuật ngữ hay từ ngữ gì đó mà trong thị trường cổ phiếu á, ở Việt Nam á, người ta hay gọi là game mà mình không hiểu các bạn. Mình tham gia cũng 3-4 năm rồi đó, mấy cái thuật ngữ này nó làm cho mình bối rối đó, mình cũng không có đi tìm hiểu á. Hôm nay mình đọc sách á, mình thấy là có một người giải thích cho mình á, game á mà khi mà các tổ chức hay là có người khác họ mua lại công ty gì đó thì họ hay tạo ra một cái mức giá mà cao hơn cái mức giá hiện tại hoặc cái mức giá mà họ vào rồi á, để họ bán ra, họ chốt lời một cái khoản giá cho an toàn, bởi vì khối lượng của họ vào rất là lớn á, họ không thể bấm bụp một cái nút là nó ra giống như đầu tư nhỏ lẻ như mình được, nên phải họ tạo một cái vùng giá nó phải đủ cao hơn cái mức giá ban đầu để họ bán ra từ 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 và họ thoát hết cổ phiếu ở cái công ty đó, thì đó gọi là game mấy bạn đó, nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà mọi người nhiều lúc đó, trong đầu mọi người họ biết cái từ game đó là gì rồi á, nên họ nói với nhau họ hiểu liền, còn mình đó, là dân ngoại đạo á, mình không có hiểu á nên mình bối rối. Thì hôm nay mình biết được, mình chia sẻ đến mấy bạn. Xin chào các bạn.